Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch cô Yến, kính thưa các trưởng phó đạo tràng, kính thưa các trưởng nhóm phó nhóm cùng các đạo hữu. Con tên là Nguyễn Thị Hà Mỹ, sinh năm 1998. Con hiện đang sinh sống tại thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Con xin chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp của con là đầu năm 2017 thì con lập gia đình. Sau khi kết hôn khoảng 3 tháng thì con có đi khám ở gần nhà, được các bác sĩ được chuẩn đoán qua hình ảnh là con bị đa lang buồng trứng, hay còn gọi là trứng lép ấy. Không có trứng phóng loãng hàng tháng nên là rất là khó thụ thai tự nhiên được. Thì sau khi được các bác sĩ chuẩn đoán như thế thì con có về nhà và theo người thân mách bảo thì uống các loại thuốc bắc, thuốc lam để mong muốn là cải thiện được tình hình. Sau khi uống thuốc một thời gian ngắn không có kết quả, con được chị chồng của con hướng dẫn là về chùa Ba Vàng để tu tập cùng với kết hợp với cả khám chữa bệnh. Đến tháng 6 năm 2017, con về chùa Ba Vàng quy Tam Bảo, thực hiện theo sự hướng dẫn của chư tăng để chuyển hóa nghiệp của mình. Từ khi bắt đầu về chùa Ba Vàng để tu tập cho đến gần một năm sau, vừa kết hợp uống thuốc vừa kết hợp tu tập cũng chưa thấy có kết quả. Lúc đấy con bắt đầu là cảm thấy nản lòng. Đầu tháng 3 năm 2018, con có về chùa Ba Vàng, được các sư ông tắc bạch làm lễ cầu con cho. Thì lúc đấy thì sư ông có hướng dẫn con là cần phải nhẫn nại để tu tập. Vì một sợi dây, có những nhiều sợi dây khác nhau, có những sợi dây thì chỉ cần cởi 2 đến 3 nút thắt đã có thể tháo gỡ được. Có những sợi dây thì phải cởi nhiều nút thắt hoặc nhiều hơn nữa, nên là phải nhẫn nại để tu tập. Thì cũng nhân duyên lúc đấy con được cô chỉ dạy và sách tấn qua tin nhắn, là cô hướng dẫn con là cần phải nhẫn nại, vì nghiệp nhẹ cũng phải cần 6-7 tháng, hoặc lặng thì còn phải hơn 1 năm hoặc nhiều hơn nữa. Cô hướng dẫn cho con tu tập về thực hành các thiện pháp, hiếu thảo với bố mẹ, tu tập để hồi hướng phúc lành tới gia tiên, làm các việc phúc thiện để tăng trưởng được phúc báo cho mình. Và cũng nhân duyên là con nghe được một bài pháp thoại của sư phụ, có một câu mà con đã khiến cho con tiếp tục tinh tấn tu tập hơn, là sư phụ có nói là trong trường hợp này cần phải nhẫn nại để chịu nghiệp, trả nghiệp, tạo duyên để chuyển quả. Sau khi nghe xong thì con bắt đầu quay trở lại tu tập tinh tấn hơn. Và đến cuối tháng 9 năm 2018, con có về đến bệnh viện để thăm khám và thực hiện điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ và theo các phác đồ điều trị của bác sĩ cùng với kết hợp tu tập tại nhà. Thì sau 3 tháng, đến cuối tháng 11 năm 2018 thì con biết tin là mình mang thai, và bây giờ thì em bé đã được hơn 4 tháng rồi ạ. Nhân đây thì con cũng xin gửi lời tri ân tới Tam Bảo, tri ân trên thầy cùng đại tăng chùa Ba Vàng. Con xin tri ân cố Phạm Thị Yến đã sạch tấn cho con trong thời gian đó để con chuyển hóa được nghiệp của mình. Và bây giờ thì gia đình con đang rất là hạnh phúc ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, khi mà gia đình mình có cái việc gọi là gặp những cái điều nó không được như ý do những cái nghiệp báo không lành, tức là những điều không như ý là do cái nghiệp báo không lành, thì mình mới bắt đầu đi tìm, một là chữa bệnh, hai là tìm các liệu pháp về tâm linh. Lúc mà mình đang gặp những cái điều như vậy thì chúng ta xảy ra cái trạng thái tâm
đó là lóng ruột. Lóng ruột không kiên trì đối với các phác đồ điều trị cũng như là các chương trình tu tập chuyển nghiệp là không có kiên trì. Thế thì qua đây thì Yến cũng khuyên các quý đạo hữu chúng ta, nếu khi chúng ta có gặp những cái nghiệp bệnh thì chúng ta phải kiên trì, đầu tiên là kiên trì với các phác đồ điều trị bệnh của bác sĩ, là phải kiên trì. Và chúng ta là người đệ tử Phật rồi thì chúng ta hiểu về nghiệp thì chúng ta sẽ đồng thời kiên trì tu tập. Các quý đạo hữu, kiên trì tu tập. Và Yến cũng thấy rằng trong tất cả những cái trường hợp không có con này thì trường hợp sớm có thể là 6 tháng đã chuyển hóa. Trường hợp muộn thì với Yến thì Yến gặp trường hợp muộn nhất đó là 14 tháng. Của một cái gia đình này là 14, 15 năm không có con. Thế sau khi thì đi hết tất cả nước trong nước ngoài, hết tất cả các phác đồ điều trị rồi, 14 năm rồi thì mới gặp Yến. Yến cũng hướng dẫn trong các cái phương pháp về tu tập đạo đức tâm linh. Thì cái vấn đề tu tập đạo đức tâm linh là phải kiên trì và thật lòng, tức là thật tâm. Thứ nhất là thật tâm hiểu là mình có nghiệp quá khứ để sám hối, và thật tâm hiểu về nghiệp quả để nỗ lực thay đổi bản thân. Cái tâm của mình phải hướng thiện, nỗ lực hướng thiện. Đối tượng để cho mình thay đổi đó là đối với cha mẹ tu hạnh hiếu, đối với vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp cũng như là đối với xã hội, phải thay đổi tâm tính trong cái cách hành xử và đem lại cái tình thương đối với chúng sinh thì mình sẽ có thể chuyển hóa được nghiệp lực đó. Thì còn về phần tâm linh thì mình phải biết làm các phước thiện hồi hướng từ cái lòng tin nhân quả, thế thì cái sự việc về nghiệp sẽ được chuyển hóa. Và cái bạn mà bạn ấy 14 năm không có con ấy thì bạn ấy cũng sinh đôi được 2 đứa trẻ cũng rất là kháu khỉnh và đẹp đấy á. Thế thì cho nên là Yến mới nói rằng nghiệp sẽ chuyển nếu như chúng ta có cái duyên đầy đủ này, chồng vợ tin tam bảo, chồng vợ cùng tu tập, bởi vì nghiệp này là nghiệp của vợ và chồng, cho nên phải đủ duyên cả chồng lẫn vợ cùng tu tập. Còn nếu không có con mà chúng ta thiếu duyên chỉ có một người tu thôi thì cái quá trình nó phải chậm hơn, các quý đạo hữu ạ. Bởi vì nghiệp là nghiệp của vợ của chồng mà. Thế thì với cái lòng tin về nghiệp, chúng ta sẽ từ cái hướng giải quyết của Đức Phật về nghiệp chúng ta thực hành nhé. Thì cũng chúc mừng gia đình bác và cũng sách tấn các quý đạo hữu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.